Hi, mình xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh xem chỉ tay hoặc tướng số của Đồng Nai Trần Quang Vlog. Thì kênh của mình là kênh hướng dẫn về chỉ tay nhân tướng phong thủy và tử vi cho đến tất cả mọi người trong và ngoài nước. Thì cách xem của mình là cách xem khoa học, không có mê tín dị đoan. Tức là mọi người ở bất kỳ một độ tuổi nào trong cuộc sống, ví dụ như là ngoài 20 á, ví dụ như 20, 25, 30, 37, 40, 45, 47, 50, 55 hoặc là gì đó, ngoài 60 gì đó, hoặc là 67, 65 gì đó ha. Thì mọi người khi tìm đến mình sẽ nói lại quá khứ mọi người đã trải qua từng năm như thế nào trong cuộc sống, từ lúc 20 tuổi đổ ra. Ví dụ mọi người 55 tuổi thì mình sẽ nói lại cái quá khứ mọi người đã trải qua 35 năm, từ cái lúc 20 tuổi đã ra, từng năm trải qua như thế nào về mọi mặt trong cuộc sống, về công việc, về công danh, về vận may, về tiền tài. Rồi càng lớn tuổi thì mình sẽ nói đến cái nhà cửa, đất đai, tài sản mọi người hiện tại đang có, rồi vợ chồng con cái, rồi ở từng năm trong 35 năm đó ha. Rồi từ cái năm hiện tại đó cho đến cái hậu vận cuối cùng của mọi người cũng về cái mặt như vậy trong cuộc sống. Thì cách xem của mình là cách xem như vậy. Thì ngày hôm qua mình đã đưa đến mọi người cùng phân tích bàn tay của một bạn khách đang sinh sống ở Bến Tre, 41 tuổi âm. Thì trong video clip đó thì mình đã phân tích là 20 21 năm quá khứ của bạn nữ này, từ lúc 20 tuổi ra cho đến hết cái hiện tại năm nay luôn là 41 tuổi. Thì khi mình làm xong video clip thì mình đã gửi cho bạn đó, và trong buổi chiều ngày hôm qua thì bạn cũng đã phản hồi mọi thứ cũng rất là nhanh. Thì bạn đó phản hồi là mọi mọi nhận định của mình, phân tích về mọi mặt bạn đã trải qua trong cuộc sống trong 21 năm quá khứ và đến hiện tại hiện nay là nó rất là đúng, rất là chính xác những gì bạn đã trải qua. Về cái phần tương lai còn lại của bạn ấy, thì mình cũng đã phân tích toàn bộ trong video clip rồi. Thì nếu mà chưa có xem qua thì mọi người cứ lùi lại vì một video clip gần nhất ha. Thì bàn tay 41 tuổi ở Bến Tre. Rồi thì xíu mình sẽ review ngắn về cái phần đó. Thì trong sáng hôm nay thì mình sẽ cùng mọi người phân tích bàn tay của một bạn nữ đang sinh sống ở tỉnh Vĩnh Phúc. Bạn nữ này năm nay thì là 42 tuổi âm, sinh năm 1981. Thì bạn đã chuyển phí cho mình cách đây là hơn một ngày rồi, nhưng mà mình do cái lịch xem thì hôm nay mình mới xem cho bạn này. Rồi mình sẽ đi vào cái phần review và phân tích nhanh luôn mọi người nhé. Rồi thì đây là cái hội Facebook xem chỉ tay hoặc tướng số Đồng Nai của mình mọi người nhé. Thì tất cả các thành viên ở trong này là thành viên trên toàn quốc, mà trên các tỉnh thành trên toàn quốc mọi người nhé, và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài. Thì tất cả thành viên trong đây mình đã xem cho họ hết rồi. Đa phần thì một năm nay thì mình xem cho khách thì mình cũng không có mời khách vào trong hội tham gia trong cái hội này nữa mọi người nhé. Thì nơi này là nơi để mình công khai minh bạch về cái phí khách chuyển và những phần mình xem xong cho khách và khách phản hồi đúng sai như thế nào. Rồi thì đây là cái phần ngày hôm qua mình đã xem xong và làm cái bài phản hồi của khách ở bên nữ 41 tuổi ở Bến Tre mọi người nhé. Thì đây là cái đây là cái phần khi mà bạn nữ này tìm đến mình ha. Bạn sinh năm 1982 và bạn ở Bến Tre đây. Thì bạn chuyển phí cho mình là 2 triệu ha, cách đây 2 ngày. Rồi và đây là khi mà mình đã làm video clip xong mình gửi cho bạn đó ha. Và mình có nói bạn đó xem kỹ vài lần rồi hỏi gì thêm thì mình sẽ trả lời ở đây. Rồi thì đây là cái phần mà khi bạn đó đã bắt đầu xem xong và bạn đã phản hồi mọi người nhé. Thì trong cái phần phản hồi thì bạn có tâm sự một số vấn đề riêng ở trong cái cuộc sống của bạn đó. Thì cái đó nó về cá nhân thì mình không có đưa lên ha. Thì mình chỉ đưa những phần mà bạn phản hồi thôi. Trong cái phần nhận định mình xem đó là đây bạn đã phản hồi đi. Cảm ơn anh. Về quá khứ anh nói em rất đúng. Thì mọi người chưa xem thì mọi người có thể xem lại cái video clip đó ha. Mình phân tích 21 năm, từng giai đoạn, từng năm, từng thành công, thất bại, hay là từng các mặt trong cuộc sống của bạn nữ này ha, cho đến hiện tại này.
Rồi bạn đã phản hồi tiếp là hiện tại tương đối đúng ha, tức là bạn đã phản hồi là quá khứ 21 năm và cái hiện tại là rất là đúng đây nè. Rồi còn tương lai thì bạn đó còn tương lai thì em sẽ ghi trong lòng và sẽ cảm nhận từ từ, thì tất nhiên tương lai là mọi người phải từ từ trải qua mọi người nhé. Thì đây bạn đã phản hồi tiếp và cảm ơn anh một lần nữa, cảm ơn anh. Anh rất hay, thì đây ý bạn muốn nói là mình xem rất hay mọi thứ nha. Rồi đây thì mình có hỏi bạn, nói bạn thêm là bạn có hỏi gì thêm thì mình sẽ trả lời tiếp cho bạn đó. Rồi thì tới đây thì mọi người cũng thấy là cách xem của mình trước giờ nó luôn thuyết phục như vậy ha, cho mọi người những cái gì mọi người đã trải qua trong cuộc sống thì nó chính xác, thì đó mới là căn cứ để mọi người tin vào những cái gì mọi người thầy nói ở trong cái tương lai ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đi vào cái phần phân tích cuộc đời cho bạn nữ 42 tuổi âm ở tỉnh Vĩnh Phúc. Rồi thì đây là cái hình ảnh bàn tay trái của bạn nữ đang sinh sống ở Vĩnh Phúc đây mọi người nhé. Chúng ta sẽ lấy một cái số thông tin ở bên bàn tay trái ha, rồi và bàn tay phải nữa. Ở đây thì mọi người có thể thấy là cái ngón cái của bạn nữ này ha, phụ nữ nhưng mà ngón cái nói chung là lên tương đối là cũng khá là tốt ha, và ngón cái có nhìn thấy là đầy to. Tấm này bạn chụp nó hơi bị thiếu góc bên mé bên đây, nhưng mà mình nhìn có vài tấm hình khác thì cái ngón cái của bạn nó cũng khá là to đầy, và cũng có cái mắt phượng nó cũng thấy cũng tương đối ở đây nè mọi người nhé. Đây mé trong đây đó. Rồi về các ngón tay thì cũng có thể thấy là các ngón tay của bạn này nói chung là nó có một cái thế thẳng cũng khá tương đối khá tốt ha. Đây thì ngón trỏ này có cái đầu ngón là nó hơi bị nghiêng nhiều ở cái phần đầu ngón ha, và ngón trỏ thì lên khá là cao nè ha, mình thấy là bên trái này có thể lên mức nó vượt năm á, năm năm rưỡi ha, và ngón ngón áp út lên cũng khá là cao. Cái đốt của ngón áp út này, đốt 2 và đốt 3 khá là dài, cũng có độ đầy đặn nè. Rồi cái ngón về cái ngón út thì ngón út theo hình này thì ở bên đây thì có thể thấy là ngón út nó lên cái chiều cao khoảng ở chỉnh khoảng chỉnh gần chỉnh 8 mọi người nhé. Rồi về cái đường ở đây thì nhìn có thể thấy, mà có thể thấy là cái ba đường chỉ chính ở bên bàn tay trái này hình như là nó gần muốn tách rời mọi người nhé. Rồi và cái khoảng cách giữa cái đường chí đạo và đường tình cảm này thì nó cũng có một cái khoảng cách khá là tốt, nhưng mà ở đây thì mọi người có thể thấy là không, mình đã nhìn bàn tay của bạn nữ này rồi ha, bàn tay nữ này cũng có những dấu ít ở giữa lòng bàn tay đó. Rồi đường sinh mệnh của bạn nữ này, cái đường sinh mệnh này nói chung là đi ra nó cũng ở cái chiều cái độ rộng khoảng chừng 4 rưỡi, 4 rưỡi. Rồi về cái gò hòa tinh của bạn nữ này nói chung là nó cũng có một cái độ đầy ha, có một cái độ đầy nhất định. Rồi bây giờ mình sẽ qua cái hình ảnh của bên bàn tay phải. Nói chung là bạn nữ này mà rồi bây giờ mình sẽ lấy cái hình ảnh bàn tay phải này. Rồi bây giờ vô cái phần phần đầu là mình sẽ phân tích tính cách tính tình của bạn nữ này mọi người nhé. Lấy cái màu xanh. Ở đây thì mọi người có thể thấy là cái hình ảnh bạn nữ này chụp cái ngón cái nó hơi cong ra ngoài ha. Nhưng mà nếu mà cong vào trong á ha, thì có thể thấy ngón cái của bạn nữ này nó có thể nó lên đạt tới cái mức 5, có thể nói chung là cũng phải từ cái mức đó mọi người nhé. Thì đầu tiên là nó sẽ nói lên là cái ngón một người phụ nữ có cái ngón cái mà nó lên cao như vậy, tức là cái ý chí trong cuộc sống của người đó rất là tốt mọi người nhé. Rồi và cái ngón cái của bạn nữ này thì mọi người có thể thấy là nó cũng có một cái độ đầy độ to và cái đầu ngón cái á, là nó cũng có cái độ tròn. Hồi nãy mọi người có thể nhìn thấy bên bàn tay trái ha, và tuy là ngón bên bàn tay phải này chụp cái độ nó hơi nghiêng, nhưng mà cái đầu ngón là nó có cái độ hình chữ nhật tròn đó ha. Thì nó sẽ nói lên là cái tâm tính của người đó là nói chung là lương thiện, sống với mọi người trong cái cách cư xử mọi người đó là tốt mọi người nhé, không có giả dối đó. Ở đây thì nó về đây bên bàn tay phải này cũng xuất hiện cái mắt phượng mọi người nhé, thì cái điều đó nó sẽ nói lên đó là bạn nữ này có cái sự thông minh nhanh nhạy nhạy bén trong cuộc sống, và cái trực giác của cái người của người đó ha, về những sự việc gì đó tốt xấu hoặc là về con người gì đó tốt xấu trước á, thì cái trực giác rất là tốt mọi người nhé.
Rồi, ở đây thì cái ngón cái này mọi người có thể thấy là nó xuất hiện những cái đường ở đây. Nó lên cũng tương đối mọi người ha. Đây. Nó cũng lên là cũng tương đối cũng gần cao á ha. Thì nó cũng nói đến là cái người này họ sẽ có một số cái thành công, nó đến cũng cũng nói chung là cũng không sớm quá nhưng mà cũng tương đối mọi người nhé. Rồi, tiếp đến. Ở đây thì cái ngón trỏ của bạn nữ này về bên cái hình ở bên cái bàn tay phải này thì nó lên lại không có cao lắm mọi người nhé. Thì chia trung bình của bàn tay trái và bàn tay phải đi thì mình cho nó ở khoảng cái mức 4, thì đối với phụ nữ thì có mức 4 đó, thì nói chung là cũng ok rồi mọi người nhé. Nhưng mà nó chưa có đạt chuẩn 5 thì nó sẽ nói đến một điều là cái khả năng chỉ huy lãnh đạo của bạn nữ này nó cũng ở mức vừa phải, nó không phải là quá xuất sắc nha. Nếu cái chỉ huy khả năng chỉ huy lãnh đạo nó phải thật là tốt, nó ít nhất là nó phải đạt đến cái độ chuẩn 5 hoặc là nó phải dài hơn cái ngón áp út, thì khi đó cái khả năng chỉ huy lãnh đạo của một người nó mới cực kỳ xuất sắc được ha. Rồi ở đây thì mọi người có thể lấy là cái đầu ngón trỏ của bạn nữ này nó có độ cong khá là nhiều ở đây ha. Nhưng nói chung về cái thế thẳng của ngón tay ấy, thì ngón trỏ thì nói chung là cũng ok, nó chỉ bị cong phần đầu tức là 10 phần cũng bị mất khoảng 3 phần nhé. Cái trong nói về cái sự kiên định trong cái lập trường của mình ha, vì nó bệnh này cũng có phần bị tác động ở bên ngoài, nếu mà người tác động bên ngoài nhưng phần lớn thì bạn vẫn giữ được cái lập trường của bạn đó nhé. Ở đây mọi người có thể thấy là cái ngón trỏ này có một cái sự to chỗ khá là tốt ha. Thì cái khi mà ngón trỏ nó có sự to chỗ ấy, thì nó sẽ nói đến là cái cuộc sống kinh tế của người đó khi mà bước ra ngoài 30 á, 32, 33, 34 gì đi là cái cuộc sống kinh tế của họ khá là ổn định ha. Rồi ở đây thì tiếp đến là cái ngón áp út lên bên bên bàn tay phải này lên khá là cao ha. Nó đến một điều đó là bạn nữ này giao lưu xã hội rất là giỏi nha. Về cái lóng 2 và cái lóng 3 thì mọi người có thể thấy là nó có độ dài nhỉnh hơn cái lóng 1 ha, và lóng 3 có một cái sự đầy đặn cũng khá là tốt ha. Thì bên đàn tay trái cũng vậy. Thì cái lóng 2 này nó dài thì nó sẽ nói đến là bạn nữ này sẽ rất là phù hợp nếu mà làm về kinh doanh buôn bán thương mại nha. Rồi về cái lóng 3 này thì nó nói đến là bạn nữ này cũng có một cái sự thương yêu hỗ trợ về vật chất của người chồng mình, nói chung là tương đối cũng khá tốt ha. Nhưng mà ở đây thì mọi người có thể thấy này, ở đây có một cái khe, ở đây nó đã xuất hiện một cái khe ha, để mình dùng cái màu vàng, nó không có bự như mình vẽ đâu mọi người nhé, nó nhỏ hơn đó. Nhưng mà mình vẽ để mọi người thấy là nó có xuất hiện cái khe ở đây ha. Thì nó sẽ nói đến là trong cái cuộc sống của chồng nó cũng có một cái sự khắc khẩu ở trong đó nha. Nó không phải là quá lớn nhưng mà có nha. Rồi tiếp đến thì ở đây là cái đường chuẩn của lấy cái chiều cao của cái ngón út. Thì ở đây có thể thấy là ngón út ở bên bàn tay phải này nó cũng không có đạt đến chuẩn mọi người nhé. Ở ngón út của bạn nữ này nó chỉ đạt chuẩn ở khoảng chuẩn 8 thôi. Bên bàn tay tay trái thì cũng vậy á. Thì nó có thể thấy một điều đó là bạn nữ này là cái khả năng nói của bạn nữ này nó cũng chỉ là ở mức tương đối nha, không không quá xuất sắc. Tức là nếu mà đứng ở một cái đám đông đông người khoảng vài chục người mà kêu bạn đứng lên mình trình bày diễn thuyết cho nó thật là nó trôi chảy hoặc là gì đó ha, thì nó cũng tương đối khó với bạn nữ này nha. Nhưng mà tiếp xúc với phần số ít, ví dụ là hai ba người, ba bốn người, bốn năm người gì đó thì nói chung là bạn này nữ này hắn nói cũng nói chung tương đối ổn nha. Rồi thì khi ngón út nó không đạt chuẩn thì nó sẽ nói đến một điều đó là bạn nữ này trong cái giao lưu xã hội ở ngoài, mình giao lưu xã hội ha, mình rất là gì bạn bè mình rất dễ bị người ta chơi trên đầu trên cổ ha, người ta ma mãnh hơn mình cho nên là họ dễ dễ lừa gạt mình mọi thứ ha. Cho nên cũng phải để ý về cái phần đó. Thì bạn nữ này năm nay là đã 42 tuổi rồi, một cái quá trình tuổi trẻ của nó cũng đã trải qua khá là nhiều ha, thì bạn nữ này sẽ tự cảm nhận được cái điều đó nha. Tức là mình có kinh nghiệm hơn và mình phải biết cách mình lựa bạn mà chơi nha, để tìm được một người bạn thân thiết nhất ha. Tránh 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 bị người khác lừa, bạn bè nó lừa gạt mình ha.
Rồi tiếp đến là ở đây thì cái ngón út nó dang ra ngoài như vậy ha, thì có thể thấy nó đến một điều đó là mình bạn nữ này cũng không có được nhiều bạn ha. Đó. Rồi nhưng mà về cái ngón út này ở dưới đây nó cũng có một cái độ đầy đặn này ha. Đó thì bạn nữ này khi về già cũng sẽ được con cái nó chăm lo cho mình, tức là khi đó thì bạn nữ này cũng như lên tiếng cái gì thì con cái nó cũng sẽ đáp ứng cho mình ha. Rồi tiếp đến ở đây thì mọi người có thể thấy là cái bên đây cái gò hỏa tinh của bạn nữ này nó cũng vẫn đầy lên ha, đã khá là đặn, đầy đặn, tức là hai bàn tay đều đầy đặn, thì nó nói đến một điều đó là bạn nữ này khá là nóng tính nha. Khá nóng nảy đấy. Rồi ở đây cái đường chỉ đạo của bạn nữ này mọi người có thể thấy là nó đi ra ra bên đây như vậy ha. Thì nó đi thẳng qua cái bờ hỏa tinh bên đây ha, thì nó nói đến là tính cách của bạn nữ này khá là nóng, khá là thẳng tính nha. Đó, nóng nảy nè, thẳng tính ha, bộc trực đó, thì những điều này nó sẽ đưa đến trong cái cuộc sống đó là đôi khi mình cái tâm mình nó tốt ha, mình mà bộc trực nhưng mà mình cũng phải để ý cái lời ăn tiếng nói cho nó tránh mất lòng những người xung quanh hay gì đó, tại vì khi mà mình bên vực một cái điều tốt nhưng mà có thể mình cái lời ăn tiếng nói của mình nó mất lòng người ta mà mình không biết, thì nhiều khi mà có những cái người mà người ta không vừa lòng với mình đó ha, ví dụ như ngay cả bên ngoài xã hội hoặc là bên trong cái môi trường gia đình họ hàng cũng vậy, anh em bạn bè họ hàng cũng vậy, thì nhiều người không phải ai người ta cũng hoàn toàn đồng ý với mình ha. Có những người ta không thích cái sự thẳng tính đó của mình, thì khi mà có cơ hội tức là người ta sẽ tìm cách họ phá mình ha. Đây những cái đường tiểu nhân nè, bạn nữ này cũng có nè nha. Đó, cái hình này nó hơi mờ chỉ tay nhưng mà mình vẫn thấy được cái điều này ha, thì nó sẽ khi mà họ có cái cơ hội ha, họ sẽ tìm cách phá mình, gây ra điều tiếng thị phi hoặc làm cho mình thất bại về vật chất, cuộc sống hay là ngay cả về tình cảm mọi thứ ha. Họ không, họ làm cho mình không đạt được mục đích ha, mục đích thành công trong cuộc sống của mình ha. Thì bạn nữ này phải để ra để ý cái điều đó ha, tức là mình kiềm chế bớt đi những cái gì nó nóng nảy hoặc là anh tiếng nói, mình cũng phải cẩn thận hơn ha. Đó nó vừa tốt trong cái cuộc sống công việc của mình mà nó còn giữ cho cái cuộc sống hôn nhân nó tốt đẹp hơn. Đó thì khi mà nói về cái khía cạnh hôn nhân thì tức là khi một người họ có cái tính thẳng tính nè ha, rồi nóng nảy, thì nếu mà hai vợ chồng cùng một cũng như vậy thì tất nhiên cứ như là cả hai cùng như vậy thì rất khó nó có sự hòa hợp mà. Và anh thì đó thì sau cái thời gian lâu năm vài năm ha, thì nó sẽ dần dần nó tích tụ những cái điều khó khăn trong trong cái cuộc sống hôn nhân đó, và đến một thời điểm thì nó sẽ bùng phát lên và sẽ không giữ được hôn nhân nữa ha. Đó phải để ý cái điều đó, cũng như lời ăn tiếng nói mình phải tôn trọng nhau đó, thì những điều đó nó sẽ giữ được cái hôn nhân nữa. Rồi tiếp đến mình sẽ đi vào ở đây thì mọi người đã thấy nha, mình vẽ lại cho mọi người thấy là cái dấu ít của bạn nữ này bên đây nó đã xuất hiện rõ rồi nè. Thì ở cái hình này thì mình nó cũng chưa được rõ lắm ha mọi người ha, nhưng mà có thể thấy nó cũng đã xuất hiện những cái dấu ít lên rồi. Thì mình muốn nhắn lại một lần nữa ha, tại vì cứ mỗi một video clip thì còn sẽ có những khách mới, thì đôi khi họ sẽ không hiểu được toàn bộ ý nghĩa của dấu ít này. Thì khi mà dấu ít này nó xuất hiện trên tay, nó sẽ những dấu ít này ha, bạn nữ này 2-3 cái rồi đó, thì nó sẽ nói đến là về cái tính cách của người phù người đó ha, là họ có sự nhẹ dạ cả tin thương người ha, và có nhẹ dạ cả tin thương người nè, giúp người nè, thì có cái sự nhân hậu trong tính cách nữa ha. Thì những cái điều này nó sẽ đưa đến cho người đó, tức là đôi khi mình giúp người ta đến vay mượn tiền bạc của mình ha, nhưng mà mình ngại, mình không có, mình giúp người ta đi ha, nhưng mà mình sẽ không đòi được, hoặc là mình hoặc người ta mình khi đó mình không có, mình đi vay mượn nơi khác, mình giúp người ta trốn đi thì mình sẽ phải ôm cái cục nợ như vậy ha. Thì đây là những cái mà vấn đề nó sẽ nói về cái nhân quả trong cuộc sống. Thì đây là mình chỉ nói lại nha, dấu ít này nó là dấu hiệu của những cái nghiệp nhân quả, có thể nó đến từ những cái việc làm sai của mình ở trong cái quá khứ ở cuộc sống này, hoặc là những cái nghiệp nó đến từ trong cái tiền kiếp của mình mọi người nhé. Có thể là trong tiền kiếp ấy, mình đã gây ra những cái điều gì đó sai cho đến về tiền bạc vật chất đối với những người khác hay gì đó,
mà mình chưa có trẻ, thì ở trong cái cuộc sống này khi đến một cái thời điểm thích hợp gì đó thì họ sẽ đến, họ sẽ lấy lại những cái điều gây ra cho mình những thất bại, để mình họ lấy lại những điều mình đã gây ra cho người ta. Rồi thì mình nói ngắn gọn lại tới đó ha. Và thứ hai là những cái nguyên nhân nó sẽ đưa đến cái thất bại của dấu ít này nữa, đó là có thể là trong cái công việc kinh doanh làm ăn đầu tư gì đó mà người mà mình chưa có tính toán kỹ ha, đó thì mình sẽ bị gặp những cái thất bại về vật chất, nó sẽ khá là nặng như vậy ha. Thì ở đây thì do cái hình này nó không có rõ lắm về cái độ lớn hay là cái độ thất bại, nhưng mà mình cũng có thể thấy ở đây thì bạn nữ này ít nhất cũng phải là từ 3 cho đến 4 cái thất bại sẽ gặp ở trong cái cuộc đời của mình nhé. Ở đây thì có những thất bại nó đến nè, cái như ví dụ như cái này mình thấy nó ở mức là gần 5 trên 10, thì ở đây mình ví dụ nhé, 10 tức là sao, tức là 10 tức là ở một cái thời điểm nào đó tài sản của bạn, ví dụ như bạn có 100 triệu ha, thì ở đây là mình cái thang 10 mình tính tức là 100 triệu trong cái mức thang 10 nhé. Thì ví dụ như cái dấu ít này nó thất bại ở cái mức 5 trên 10, tức là ở một thời điểm đó bạn có 100 triệu, bạn sẽ phải gặp cái thất bại gì đó nó tương đối ở cái mức là khoảng 50 triệu ha. Thì mọi người cứ nhanh lên cái độ lớn nếu mà tài sản ở thời điểm đó mình có ha. Và đây có những cái thất bại nhỏ hơn nè, thất bại nhỏ hơn, dấu ít nhỏ hơn là ví dụ như cái này nó khoảng ở khoảng 2-3 trên 10 ha, đó thì nó cũng sẽ tương xứng như vậy, mà thậm chí là đây cũng nè, rồi đây cũng có nữa ha. Đó thì bạn nữ này 2-3 cái nè, thậm chí là có những thất bại lớn hơn nó cũng khoảng ở mức khoảng 8-9 trên 10 đấy nha. Thì những cái điều này là những cái nghiệp nhân quả nó sẽ đến, nó đã xuất hiện trên tay là không thể nào tránh được mọi người nhé, phải gặp nó trong cái cuộc sống của mình. Thì ví dụ như những cái thất bại là nó ở mức 8 9 trên 10, hoặc là nó là xuất hiện thành một cái tam giác ngược như vậy. Mọi người có thể thấy đây là cái tam giác ngược nè, nó đi nó chú xuống như vậy và cái đỉnh nó nằm ở dưới đáy như vậy, thì nó là tam giác ngược, nó sẽ đưa đến cho người đó cái thất bại nó gần gần như là mất gần trắng tay nha. Thì ví dụ ở trong cái một thời điểm nào đó, không cần biết là bạn lúc trẻ hay là lúc đã ngoài trung niên ba mấy 40 hay gì đó ha, mặc dù là bạn cho dù bạn mới hai mấy 30 tuổi đi ha, mà thời điểm đó bạn có tài sản khoảng chừng 100 triệu, thì bạn đã gặp cái thất bại gì đó trong công việc làm ăn, đã mất khoảng 100 triệu hoặc hơn, thì đó là bạn đã gặp cái thất bại lớn trong cái cuộc đời của mình. Thì cái đó rất là điều rất là may mắn cho một người đó khi mà xuất hiện những dấu hiệu như vậy nhé. Đó, thì những dấu hiệu này mọi người đều gặp nó hết trước buổi 40 thì nó rất nhẹ nhàng về sau, còn nếu mà không gặp nó trước 40 thì nó sẽ kéo qua cái thời điểm 40 đến 50 hay gì đó. Thì khi mà mọi người càng lớn tuổi lên mà cái thất bại đến lúc đó nó mới đến, thì nó sẽ mệt cho mình về cái tài chính về sau, tại càng lớn tuổi thì mình sẽ kiếm tiền nó là càng cực kỳ nó khó khăn lên, và mình lấy lại những cái gì mình đã mất thì nó sẽ hơi khó khăn. Thì mình chốt lại về cái vấn đề này, bệnh nữ này nghe cái điều này thì cũng đáng mà nhớ nhé. Nên cứ nhớ lại trong cuộc sống của mình những thời điểm nào mình đã gặp thất bại như thế nào ha. Thì xíu nữa trong cái phần phân tích trong cái công việc cuộc sống mình sẽ phân tích thêm về cái điều đó. Rồi ở đây thì mọi người có thể thấy là cái đường sinh mệnh của bạn nữ này nó nằm bên đây ha, nó cũng đi ra ở cái độ khoảng là 4 rưỡi ha. Để mình chia nhé. Rồi thì nó cũng xích xoát năm, thì nó sẽ nói đến một điều là bạn nữ này quản lý tài chính rất là tốt mọi người nhé, quản lý tài chính nó rất là tốt đó. Tiếp đến để mình xem ở đây thì mọi người có thể thấy là cái gò mộc tinh của bạn nữ này nó cũng khá là rộng này nha. Thì có thể là tiền tài vật chất á, trong cái cuộc sống á, trong cái cuộc sống kinh tế á, nó cũng giúp cho bạn nữ này có nguồn tiền vào cũng khá là tốt nha. Ở đây á, là mọi người có thể thấy là cái đường định mệnh của bạn nữ này nè, nó có xuất phát từ bờ thái âm đây nè, và nó từ dưới đây nữa lên nữa ha. Đó thì khi mà nó xuất phát từ cái vùng cửa tay này đi lên thì nó cũng sẽ nói đến một điều, đó là mình cái công việc của mình ha, nó có cái sự giúp đỡ của tổ tiên, cái phúc đức tổ tiên ấy, giúp đỡ cho mình trong cái con đường công việc nó cũng khá là tốt đó. Về cái hình ảnh này thì những cái đường chỉ nhỏ nó không có rõ mọi người nhé. Thì về phần tính cách ấy, thì mình nói đến đây đi, rồi qua cái phần công việc thì cái gì bổ sung thêm mình sẽ bổ sung nhé.
Rồi thì mình đã vẽ ra cái đường chỉ nhỏ li ti ngang dọc trên bàn tay của bạn nữ này mọi người nha. Thì nói chung là bạn nữ này chụp cho mình một số hình ảnh, chụp mấy lần nhưng mà nó không có đạt cái độ chuẩn yêu cầu của mình. Bây giờ mình vẽ cái đường chỉ nhỏ li ti ngang dọc này mà phải hơn 1 tiếng mình mới vẽ, mình đang cố gắng mình nhìn cái đường chỉ nhỏ nó nhanh nhỏ nhất mà vượt qua, phải gà chục tấm hình để lựa ra tìm ra được cái đường chỉ nhỏ nhất đó. Nên gây ra cho mình cũng khá nhiều khó khăn trong cái nhận định. Rồi nhưng mà mình sẽ cố gắng phân tích nó kỹ và chính xác nhất nha. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn lại. Thì đây cái đường cong đường sinh mệnh này là cái đường sinh mệnh cuộc đời của bạn nữ này mọi người nhé. Rồi cái đường đây là cái đường chỉ đạo của bạn nữ này, còn đây là cái đường tình cảm của bạn nữ này ha. Rồi còn những cái đường màu xanh dương nó đi từ đây nó chạy lên mọi người nhé. Rồi đó, đây tất cả những cái xanh dương này nó hướng về cái chân của ngón giữa này là cái đường định mệnh, cái đường công việc trong suốt cuộc đời của bạn nữ này. Còn cái đường màu đỏ này có cái nó chạy ở trong cái kim tinh đi lên nha. Đây là gò kim tinh mọi người nhé ha, nó chạy lên như vậy nha và nó hướng về cái chân của ngón út đây, thì đây là cái đường vận may trong suốt cuộc đời của bạn nữ này. Còn những cái màu vàng này nha, những cái màu vàng đây nó chạy từ dưới lên đây, chạy lên và nó chạy vào cái tâm giữa của ngón áp út này là đường công danh của bạn nữ này trong suốt cuộc đời của mình. Rồi ở đây mình sẽ bổ sung lại một số cái. Thì đây mọi người có thể thấy là bạn này nữ này có những cái đường chỉ như vậy, nó cũng nói lên là bạn nữ này cũng có sự nhanh nhạy, kiếm tiền cũng tương đối tốt nha. Rồi thứ nhất, thứ hai là mọi người có thể thấy là ba cái đường chỉ chính của bạn nữ này, đây sinh mệnh, đường chỉ đạo và cái đường tình cảm này, nó tách rời nhau nha. Thì đây ba cái đường chỉ nó tách rời nhau thì nó sẽ nói lên là bạn nữ này tự lập rất là giỏi mọi người nhé. Khá tự tin vào những khả năng của mình trong cuộc sống, để dám bước vào cái khó khăn để đi tìm cái thành công. Đó là cái bản lĩnh của những người có đường chỉ tay nó chỉ xuyên và nó tách rời nhau như vậy nhé. Để mình xem cái gì bổ sung trong tính cách nữa hay không. Rồi tiếp đó đi. Có cái phần này là bạn nữ này có một cái đường định mệnh nó khá là đặc biệt nha, nó đi từ cái cổ tay lên như vậy và ở đây mọi người có thể thấy như nó ở đây dưới cái này nó tạo thành một cái đuôi ha. Cái đuôi mọi người có thể nhìn thấy là nó thể cái đuôi như cái nhìn như là cái những cái cành liễu hoặc là cái đuôi phượng mọi người nhé. Thì đây nó sẽ nói lên cái gốc rễ cái đức tổ tiên của nhà bạn nữ này sẽ rất là tốt ha, đức tổ tiên đó ha. Rồi cái nữa đó là cái đôi phượng này ha, thì nó cũng sẽ nói lên một cái người đó sẽ có một cái học vận nói chung là cũng tương đối tốt đẹp ha. Và cái nữa đó là nó sẽ đánh giá đến là cái người đó họ cái tâm tính họ lương thiện, cũng hay làm thiện tích công của đức phúng sinh gì đó nha, nên nó thể hiện những điều này trên tay nha. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phân tích cuộc đời và cuộc sống của bạn nữ này. Thì mình nói lại đây là cái đường bổ sung thêm, thì đây là cái đường âm đức tổ tiên đấy nè, che chở cho bạn nữ này. Thì ở đây mọi người có thể thấy cái khu vực cái đầu đường sinh mệnh này, bạn nữ này có đóng mấy cái tam giác lên nè ha, từ cái đường màu vàng này và cái đường màu đỏ nó cách chéo ra. Thì những cái đường màu đỏ hồi nãy mình đã nói mình mọi người ha, thì đây là những cái tiểu nhân trong cuộc sống của mình ha. Ngoài ra nó còn đánh giá lại đây là những cái nạn mà nữ này đã gặp, nó đến có từ thậm chí là từ lúc bạn trẻ bạn nữ này dưới 10 tuổi và thậm chí là từ 10 đến khoảng 10 dưới 20 tuổi ha. Đó, 16 17 tuổi đổ về là bạn nữ này cũng có gặp vài cái nạn nó đến cũng tương đối khá lớn gì đó trong cái cuộc sống của mình ha. Thì thường cái tam giác mà nó đóng ở cái đầu đường sinh mệnh này mọi người nhé, đây mình hướng dẫn mọi người nhé, đây cái đường vàng lên này, cái màu đỏ này và cái đường màu đen này nó tạo thành cái tam giác nó đóng ở đầu đường sinh mệnh và đối với đường chỉ đạo như vậy. Thì thường những ở khu vực địa phương á, những thầy bà địa phương tâm linh á, thì người ta sẽ nói đó là chết hụt ha. Thì ở đây thì mình là xem khoa học thì mình chỉ nói đó, đây nó cũng như là chỉ là những cái nạn nó đến trong cái cuộc sống của mình. Ví dụ như là mình có thể mình gặp những cái nạn gì đó nó về sức khỏe, mình bị tai nạn té xe hoặc là về bệnh ốm đau gì đó ha, là mình nó đưa đến cho mình là những cái khó khăn trong về cái sức khỏe ở cái thời điểm những lúc nó xảy ra như vậy, cũng nói chung là cũng tương đối khá lớn gì đó ha. Thì những người bà tâm linh thì họ hay nói là chết hụt ha. Thì mình nói là cái điều này là những cái nạn này bạn nữ này có thể gặp ở lúc dưới 20 tuổi của mình đổ về nè nha. Rồi còn
những cái đường màu vàng này thì nó cũng sẽ đánh giá lại một cái tích cực, mọi người có thể nhìn thấy nha, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 gì đó ha, hoặc thậm chí là hơn, thì nó nói lên là cái sự tích cực trong cái kiếm tiền của bạn nữ này từ lúc 20 tuổi đổ ra nha. Thậm chí là nó sẽ nói, nó còn là đánh giá về những cái thành công của bạn nữ này cho đến từ lúc biết kiếm tiền cho đến nay và còn ở tương lai xa hơn. Thì những cái đường màu vàng hướng lên này là những thành công của bạn nữ này. Rồi còn những cái đường màu đỏ này ha, mình đã nói thì đây là những cái đường nạn, thì bạn nữ này nói chung là cũng cho đến thời điểm này thì bạn cũng gặp ít nhất mình theo mình thấy là cũng phải gặp từ nói về nạn mà ảnh hưởng đến tiền tài và đến tiền bạc vật chất ha, hoặc là sức khỏe thì ít nhất, nếu mà tiền bạc vật chất thì ít nhất là cũng phải gặp mà từ 20 độ ra này bạn này phải gặp ít nhất phải là 4 năm nạn gì đó ha. Đây thì mọi người có thể thấy là những cái đường nạn mà nó cách cái đường sinh mệnh cuộc đời này, nó cách là nhiều ha, đây nó cách là nhiều, hoặc là nó từ trong nó chạy ra ngoài nhiều, nó cách cái đường định mệnh công việc này luôn này nè, đó nó cách ra luôn, cách cái đường định mệnh công việc xanh dương, màu xanh dương đó đâu, thì nó sẽ đó là những cái nạn lớn ha. Và những cái đường nạn đó mà nó cách cái đường từ trong cái vòng kim tinh này, nó cách cái đường sinh mệnh ra mà nó cách ít thì nói chung tương đối là nó là tương đối thôi nha, còn nếu mà nó không vượt ra thì nó sẽ là những nạn vừa vừa. Cái phần này là mình cố gắng lắm để mình nhìn những đường chỉ này mọi người nhé, có khu vực dưới này nè, mình là bạn chụp nó không được tốt lắm, cứ chỗ mờ chỗ rõ, chỗ mờ chỗ rõ nè. Rồi thì những cái gì mà mình thấy rõ nhất thì mình sẽ phân tích nó ha. Rồi bây giờ mình sẽ nói lại về cái công việc của bạn nữ này từ cái lúc 20 tuổi đổ ra, thì mọi người thấy ha, những cái đường màu xanh dương này khi mà có những cái đường cách như vậy thì nó sẽ nói thời điểm nó cách, nhưng mà là nó sẽ nói đến những cái thời điểm, những năm nào tương xứng trong cuộc sống người đó sẽ phải gặp khó khăn ha. Khó khăn lớn hay nhỏ, nếu mà nó cách dài thì đó là khó khăn lớn, mà nó cách ngắn thì đó là cái khó khăn nhỏ. Còn không cách tức là cái thời điểm năm đó là mình sẽ không có khó khăn nè, mà mình sẽ thuận lợi. Thì ở đây là từ năm 20 tuổi đổ ra thì mình có thể thấy là bạn nữ này ở những năm như là năm 21 là 23, 25, 26, 27, 28, 29 là những năm này bạn này có những cái khó khăn nó đến với mình ha, và nó đến khó khăn này nó đến cũng tương đối lớn với bạn nữ này ở trong những cái thời điểm đó ha. Và những năm ví dụ như năm 23 nè, 25, 26, 27, 28 ha, cả 29 là mình thấy công việc của bạn nữ này nó có những sự thay đổi ha, trong ở những năm đó ha, công việc cuộc sống bạn nữ này ha. Rồi tiếp đến ra ngoài 30 thì ví dụ như năm 30 cả 30 bạn này cũng gặp khó khăn đó, nhưng mà nó khó tiếp tục khó nhiều là những năm 31, 32, 33 nè ha, rồi cả 35, 36 ha, 36 36 37, 38, 39 ha. Năm ví dụ năm trước 40 là cũng có khó khăn đó nha, và cả năm nay cũng còn chứ không phải đã hết nha, theo nhìn thấy tay là sẽ còn, và thậm chí là có thể nó có thất thoát tiền bạc hay gì đó luôn cả năm nay nha. Rồi tiếp đến mình đã phân tích xong ha, là từ cái quãng cái tuổi trẻ cho đến cái năm 44 rồi ha. Thì mình nói khó cái năm từ 30 trở ra khó nhiều là mới đứa này là mấy năm 31, 32, 33 nè ha, 36, 37, 38, 39 đó ha. Nhưng mà cái á, là mọi người có thể thấy là bạn nữ này cái thu nhập của bạn á ha, từ gần 30 trở ra là nó luôn đến từ ít nhất là phải từ 2 nguồn cho đến 3 nguồn trở ra mọi người nhé. Đó thì nó cho thấy được là bạn nữ này cái sự nhanh nhạy ha, trong cái công việc của mình đó, rất là tốt. Thì ở đây nó đến từ nhiều nguồn, thì mình cũng nói khá là nhiều trong video clip của mình ha, ví dụ như người đó họ làm về kinh doanh công việc ở công ty đi ha, nhưng mà ở ngoài họ có kinh doanh thêm đất đai, hoặc là ở nhà họ có thêm cái nguồn thu nhà trọ, hoặc là họ buôn bán cái tạp hóa ở nhà gì đó ha, giao cho con gái nó tạo ra thêm nguồn thu ha, thì đó là những nguồn thu nhập phụ ngoài cái công việc chính của họ là cái làm đi về làm cửa công ty. Thì những cái nguồn thu nhập như vậy nó tạo ra thành 2, 3 nguồn, 3, 4 nguồn thu nhập ha, cho người đó trong cuộc sống. Thì có thể thấy là cái giai đoạn của bạn nữ này ha, nó những năm mà mình đã nói khó khăn nhưng mà nó lại tạo ra nhiều nguồn thu nhập cho bạn nữ này, nói chung là nó cũng tạo ra một cái sự rộng mở ở trong cái con đường công việc của bạn nữ này ha. Thì tới đây là mình sẽ nói đã nói xong cái phần về cái mình nói cái giai đoạn 30 41 này ha, thì ở những năm ví dụ như năm 31 233 nè ha, rồi 36 và 738 39 là mình thấy công việc, ngay cả công việc chính của bạn nữ này á, mới năm đó là nó cũng có cái gì đó nó thay đổi ở trong cái công việc chính của bạn nữ này ha. 39 này
thậm chí là mình thấy cả 40 hay bốn năm nay 41 ha, năm nay 41 rồi năm tới nữa, là nó luôn có một cái gì đó nó thay đổi những cái nguồn đầu tư trong cái công việc của bạn nữ này ha, kể kể công việc chính và cái công việc phụ nha. Đó tức là ở cái phần trước khi xem á, bạn nữ này có hỏi mình là trong năm tới bạn có dự định cái gì đầu tư ấy, thì trên tay nó cũng đã thể hiện là sẽ có điều đó nha. Thì tiếp đến xíu nữa mình sẽ nói về nó thì thay đổi nó đến nó tốt đẹp hay không, thì lát nữa qua cái phần tương lai mình sẽ nói tiếp nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ qua cái phần cái đường màu vàng này là cái đường công danh của bạn nữ này trong suốt cuộc đời ha. Thì có thể thấy là xuất sắc mà từ gần 30 trở ra là cái công danh của bạn nữ này nó đã xuất hiện mọi người nha. Nó cái mà những cái màu vàng này là nó đã xuất hiện như công danh, nhưng mà ở những năm đầu như 31, 32, 33 là nó cái đường công danh nó đi không có đẹp, nó đi có những đoạn gãy và nó thay đổi mọi người nha ha. Và tiếp tục cái cả 35, 36, 37 ha, là nó cũng vậy, và nó đã xuất hiện một cái đường thay đổi mới là ở năm 39 ha, 39 đến nay, và mình thấy là nó đang bắt đầu nó có cái sự phát triển rõ rệt và đẹp hơn ha. Thì có thể nói là cái giai đoạn từ gần 30 ha, xếp 30 gì đó 9-30 cho đến hết năm 38 tuổi thì cái công danh của bạn nữ này nó đã xuất hiện, thì nó đã tạo ra cho bạn nữ này những cái nguồn tiền nó khá là tốt trong cái công việc ha. Tuy là những cái khó khăn nó đến cũng khá là thường xuyên ha, nhưng mà là do cái công danh nó xuất hiện đã xuất hiện sớm rồi, nhưng mà nó không đi thành một cái đường thẳng. Thì mình ví dụ cho mọi người ha, nếu nó đi một cái đường thẳng như vậy, nó đi ổn định như vậy thì nó sẽ rất là đẹp ha. Mình ví dụ ra bé này mọi người nha. Đó thì vì cái công danh của bạn nữ này nó đi gãy cho nên là nó không có cái mang tính ổn định, tức là người đó chưa bước vào cái độ phát khi mà gần 30 cho đến cái hết năm 38 mà, và từ năm 30 thấy là từ năm 39 cho đến nay là bạn nữ này cái công danh nó bắt đầu nó đã đi đẹp hơn mà, và mọi người có thể thấy là nó đi 1 2 3 nè ha, và bây giờ nó đã lên nè 1 2 3 và nó chạy thành là những 3 4 đường ha, và nó hướng vào cái tâm giữa của cái ngón 5 út đây, mọi người thấy về cuối đây nó có một cái đường rất là đẹp, nó chạy vào đúng tâm giữa luôn nha. Thì cái công danh này mình sẽ phân tích nó về cái đến xong cuối tận năm 9-60 bạn nữ này nha. Có thể thấy là từ mình có thể nói là từ năm 39 trở đi là bạn nữ này cái công danh nó sẽ tạo ra bạn cho bạn nữ này khá là nhiều cái thành công trong cái cuộc sống của mình nè. Vì sao thì xíu đó mình qua đây mình mọi người có thể thấy cái đường công việc bên đây ha, nó có những đường thăng độ này nha. Đó thì những cái đường thăng độ này kết hợp ha, và những vận may cũng khá là tốt và những cái đường thành công ở đây đó, và cái công danh nó đi đẹp 1 đường 2 đường 3 đường và có một đường rất là đẹp đi vào cái tâm giữa, thì nó sẽ tạo ra một cái sự thành công trong cái sự nghiệp của bạn nữ này nha. Nhưng mà nữ này để nha, là nó vẫn sẽ không phải là nó thuận lợi, nó thành công thì nó hoàn toàn nó êm đẹp trong cuộc sống của mình nha. Nó sẽ vẫn có những cái khó khăn nó đến đưa đến trong cái cuộc sống, cái đó cái điều này nó vẫn là bình thường thôi nha. Tại vì sao, những cái mà những cái đường cắt nha, những đường cắt này nè, 1 nè 2 nè 3 nè ha, thì đây nó tạo ra cho bạn nữ này những cái báo hiệu về cái tài sản ha. Nhưng mà những cái đường cắt này nó cũng sẽ đưa đến những cái khó khăn, nó báo hiệu về cái khó khăn trong cái con đường công việc của mình, những đó thì những cái vết cắt như vậy nha. Rồi thì có thể thấy là cái sự nghiệp công danh của bạn nữ này sẽ thành công nha, nó sẽ rất là tốt cho đến tận 59-60 tuổi của bạn nữ này nha. Rồi còn về bây giờ mình sẽ đi qua cái đường vận may của bạn nữ này, thì những cái này là phân tích nó nhanh nhất, thì mình sẽ phân tích nó đến 59-60 luôn ha. Thì có thể thấy là vận may của bạn nữ này nó đi từ vòng tròn kim tinh, nó đi lên như vậy, thì có thể thấy là bạn nữ này có sự hỗ trợ cũng khá là tốt từ hậu phương của mình, có thể là từ cái lúc còn trẻ ha, là chứ mình chưa lập gia đình thì có sự hỗ trợ rất là tốt từ gia đình của mình, cha mẹ của mình ha, và khi mà mình có lập gia đình rồi thì mình cũng có được cái sự hỗ trợ của người chồng của mình ha, cũng nói chung là cũng đương đối tốt gì đó ha, cả về vật chất. Thì hồi đầu mình đã phân tích là bạn nữ này ha là cũng có cái sự hỗ trợ khá tốt của người chồng đó. Đó, thì bên cạnh đó thì ở đây mọi người có thể thấy mình bổ sung thêm cái này nè, đây là những đường nó báo hiệu về cái thành công, cái đường thành công nha. Đây nó nói chung là mình phải nhìn rất là kỹ mình thấy được cái đường này á, bạn này chụp nó 10 phần hình ảnh rõ thì nó chỉ đạt có khoảng 7 thôi, nó rất khó cho mình. Thì cái đường thành công này nha, nó còn nói bên đó là bạn đứa này có quý nhân bên ngoài giúp đỡ cho mình khi gặp khó khăn trong cuộc sống nha. Những cái đường thành công nói chung tương đối tốt, một cái ý chí rất là đẹp ha. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại về cái đường vận may này trong suốt cuộc đời bạn nữ này, thì có thể thấy là
Từ lúc mà biết đi kiếm tiền ấy, ha, là cái vận may của bạn nữ này nó đã tương đối là khá tốt ha, nó giúp cho bạn nó trong cái lúc mà những lúc mà ra đời ấy, bạn nó có một cái sự thuận lợi gì đó trong cái cuộc sống, trong cái con đường công việc ha, nó rộng mở cho bạn, nó tạo cho sự thuận lợi dễ hơn. Nhưng mà ở những năm ấy, là ví dụ như năm 28 29 31 32 33 rồi từ 30 rồi 3 36 37 ha, thì những cái thời điểm đó là nó có những cái đàn gáy nó thay đổi mọi người nha, đàn gáy nó thay đổi đi thì nó tạo ra cho bạn này những khó khăn tương đối ở ở những cái thời điểm nó mới thay đổi như vậy. Nhưng mà được cái là có những đoạn nó đi khá là dài nè, nhỏ nó đi khá là dài như vậy thì nói chung cái độ ổn định của cái vận may nó cũng khá là nhiều hơn những cái người mà có những đường mà cứ bị gãy nhiều mà gãy ngắn như mọi người nhé. Đó rồi tiếp đến là có thể thấy là cũng khoảng từ năm 30 37 38 thì đi thì cái vận may của bạn nữ này nó nói chung tương đối nó đi khá là đẹp hơn nha, nó đã xuất hiện lên và nó đi dài hơn và nó đi có đường nó chạy thẳng gần vào cái tầm cuối của cái chân ngón út này nha, và đây nó có hai đường luôn nè, khá là dài như vậy thì có thể thấy là vận may của bạn nữ này nó sẽ cực kỳ tốt khoảng từ năm 30 36 37 ha, nó về nó sẽ còn tốt thẳng cho đến tận 57 58 tuổi đối với bạn nữ này nha. Thì đây là cái vận may của bạn nữ này trong suốt cái cuộc đời của mình. Thì bây giờ mình sẽ quay lại về cái vấn đề cái đường công việc của bạn nữ này, cái con đường công việc của bạn nữ này. Ở đây thì mình quay lại cái chỗ những cái thành công của bạn nữ này mọi người nhé. Thì năm nay á, bạn nữ này á, là 40 42 tuổi, 42 tuổi âm ha. Thì mình có thể thấy là từ cái lúc mà từ 20 tuổi cho đến nay thì phải tôi nói là bạn nữ này có ít là cũng phải gặp từ cũng phải bốn cái thành công ấy nha. Cũng có phải 4 5 cái thành công, tức là bạn nữ này cái ý chí và cái tích cực trong cái kiếm tiền của bạn nữ này nó là tốt, nó tạo ra những cái thành công này nha, những được một vài thành công này do đối với bạn nữ này. Thậm chí là trong khoảng thời gian cũng vài năm gần đây là cũng có đó nha. Thì những thành công này có trong đó cũng có cái thành công nó tương đối là cũng khá khá lớn ha, và một hai cái thành công nó vừa vừa và vài thành công nó nhỏ hơn. Thì và do hình ảnh nó vợ nữ này nó không có được tốt lắm, cho nên là mình chỉ nói chung là ở cái giai đoạn này nó bạn này đã có những thành công như vậy nha, chứ mình không thể nói ra chính xác cái năm được tại hình ảnh nó không được tốt. Rồi tiếp đến thì đó là những cái thành công của bạn nữ này ha. Thì và ngoài ra thì lúc đầu mình đã nói ha, bạn nữ này có gặp những cái nạn nó tương đối là khá lớn, thì những cái nạn này nó có thể nó đưa đến cho bạn nữ này gặp những cái thất bại ha, gặp thất bại gì đó. Nó ban đầu mình đã phân tích về cái nạn dấu ít của bạn nữ này ha, ba bốn cái ở đây á. Thì nếu mà từ cái giai đoạn trẻ ha, từ 20 cho đến 40 hết cái năm 42, tức là hết năm 41, bạn nữ này đã gặp mấy cái thành những cái thất bại như dấu ít mà mình đã nói rồi ha, nhưng mà mình đã nói phân tích lúc đầu thành thất bại bao nhiêu á ha, thì nó sẽ đỡ cho bạn nữ này về sau rất là nhiều nha. Còn nếu không bạn này chưa gặp đủ hết những cái thất bại như vậy thì nó sẽ tạo ra sẽ còn đưa đến cho bạn này những khi mà chưa gặp đủ hết thì mình sẽ phải gặp nó ở trong cái tương lai sắp tới nha. Tại vì mình thấy là trong cái thời điểm tương lai bạn này vẫn còn có những khó khăn, mặc dù là nó có những thuận lợi nó đưa đến cái thành công, nhưng mà vẫn có khó khăn trở ngại nó đến. Do vậy là nếu mà chưa gặp hết cái thất bại dấu ít này thì nó sẽ còn đến với mình nha. Thì cái này mình nhắc nhở cho bạn này biết điều này. Đã. Rồi bây giờ mình sẽ quay lại về cái công việc của bạn nữ này từ năm 42 trở đi ha. Thì năm 41 42 ha. Hồi nãy mình nói hết 4 năm 41 rồi, năm tới năm 42 thì những cái đầu tư công việc của bạn nữ này, ngay cả trong công việc chính và những cái đầu tư công việc phụ ở bạn nữ này sẽ có nha, và ngay cả những thời gian sắp tới xa hơn đó là cũng còn nhiều á. Cứ cách khoảng 1 năm, 1 năm, 2 năm gì đó là bạn này là sẽ lại có những cái đầu tư mới. Do vậy mọi người có thể thấy là cái đường thu nhập của bạn nữ này nó lên rất là nhiều đường nè, 1 nè, 2 3 4 5 6 7 ha. Nó tạo ra y như một cái đường thác, y như một cái thác đổ, nó chạy vào cái chân đường ngón giữa đây. Thì khi mà nó chạy vào nhiều đường như vậy ha, tức là mình người đó họ sẽ có nhiều nguồn thu nhập và nó có như là cái tiền bạc nó vào cũng khá là nhiều đó. Nhưng mà phải để ý nha, cẩn thận nha, những cái đường cắt này.
những cái đường cắt ngang này ha, là nó sẽ còn báo hiệu là sẽ còn khó khăn nó đến với mình trong cái công việc nha. Thì tất nhiên thì đời nó không phải lúc nào nó cũng là màu hồng, có thành công thì tất nhiên nó cũng sẽ có những trở ngại gì đó nó sẽ đến ở trong cái cuộc sống của mình nha. Bởi vì mình đứng này như hồi nãy mình đã nói ha, cả năm 42 thì nó cũng sẽ có khó khăn nó đến với bạn nữ này, thậm chí tiếp đến ở xa hơn là ví dụ như ở những năm là 45 46 ha, rồi 47 48 rồi tiếp đến là ví dụ như ở khoảng những năm 52 53 ha, rồi 55 56 58 thì những cái đường mình hồi nãy mình đã hướng dẫn mọi người ha, những cái đường cắt, cái đường định mệnh công việc thì nó sẽ báo hiệu về những cái năm tương xứng bạn nữ này sẽ có gặp khó khăn như vậy nó đến. Thì thường á, những cái khó khăn nó đến mà ở cái giai đoạn mà từ năm 2 năm 3 trở đi á ha, thì thường thứ nhất là nó sẽ liên quan đến cái hạn tuổi hạn 53 ha. Và cái thứ hai nữa là nó sẽ thường nó liên quan đến cái phần sức khỏe của người đó ha. Thì ở đây mọi người có thể thấy khu vực này là cái đường định mệnh này nó có một cái giai đoạn nó hở chỗ này ha, thì nó đây là những thời điểm về những thời điểm tương xứng với cái tuổi như vậy nha đó, cho nên là nó có thể ảnh hưởng từ cái phần sức khỏe nha. Nó đến thì những cái sức khỏe ảnh hưởng sự khó khăn về sức khỏe thì nó sẽ phần nào nó kéo về cái ảnh hưởng tới cái phần công việc thôi nha. Nhưng mà mặc dù vậy thì mình đã nói rồi, những cái đường tiền, đường thu nhập của bạn nữ này nó sẽ vào rất là tốt, thậm chí về cuối năm 9-60 vẫn còn 2-3 đường thu nhập nó vào đối với bạn nữ này nha. Rồi thì đó là mình đã nói về những cái công việc của bạn nữ này trong nguyên suốt cái quá trình cái cuộc đời của bạn nữ này từ 20 tuổi cho đến 60 tuổi nha. Thì mình chỉ nhắc lại nha, mọi người đến bạn nữ này cũng nên để ý ở những cái năm tuổi của mình, ví dụ năm 37 đã qua rồi ha, nhưng mà sắp tới là sẽ năm là năm 49 ha. Đó. hoặc là những năm cái năm tam tai thì mình phải cẩn thận, tránh đừng đầu tư quá lớn, tránh nếu mình đầu tư lớn vào những năm đó thì thường sẽ dễ thất bại ha. Rồi thì mình xem bổ sung cái gì nữa ở đây thì mình sẽ quay qua về cái gò mộc tinh này ha. Thì ở đây mọi người có thể thấy là bạn nữ này có một cái đường thành công nó lên khá là đẹp như vậy ha, và đây là những đường màu vàng nó xuống nè, một nè, 2, 3 ha. Thì đây là những lập thiên tạo, còn đây là cái đường ý chí của bạn nữ này trong cuộc sống nó tương đối là khá là cao ha. Đó thì đây là còn những cái đường màu vàng này mọi người nhé, vàng này nào, hướng tâm là 1 là 2 là 3, thì những cái màu vàng này nó đây là những cái trở ngại nó đến ở trong cái cuộc sống của bạn nữ này nha. Đó thì những cái trở ngại này nó kết hợp với những cái lộc thiên tạo này ha, và cái đường thành công này thì nó tạo cho bạn nữ này một cái ung thổ đây cũng khá là đẹp, thì nó sẽ báo hiệu về những cái tốt đẹp về giống như mình được thừa hưởng tài sản nhà cửa đất đai gì đó từ cha mẹ của mình ha, hoặc là từ gia đình bên chồng gì đó hỗ trợ cho mình thêm về những phần đó ha. Hoặc là những khi mà mình thành công trong cuộc sống, trong công việc thì mình có thể tạo thêm được cả nhà cửa đất đai tài sản ha. Đó, và những người mà có những ô vuông thổ nữa ở cái gò thổ này, hoặc là những ở cái giữa cái lòng bàn tay này mọi người thấy nó tạo ra một ung thổ ha. Đó thì họ sẽ làm kinh doanh thêm về đất đai bất động sản gì đó nó sẽ tương đối tốt mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần mình sẽ báo thêm đó là những cái năm bạn nữ này trong thời gian sắp tới bạn nữ này sẽ có những thành công nữa nó sẽ đến nha. Đó là ở những năm nay là 42 thì có thể năm 42 43 bạn nữ này sẽ có những thành công nó nhỏ nhỏ thôi nha. Nhưng mà ở những năm 45 46 nè ha, thành công nó tương đối nó là khá hơn, và nếu tiếp tục xa hơn tí nữa là năm 50 hoặc là 49 ha, thì có thể là 49 nó vô cái năm tuổi thì nó sẽ không có xuất hiện cái thành công đó, nhưng mà có thể là năm 50 cái thành công nó tương đối khá lớn ha. Và ngoài xa hơn rất là ở khoảng năm tầm năm 55 ha, 55 là bệnh này sẽ có một thành công nó nhỏ hơn một xíu ha. Thì những thành công này nó sẽ đưa đến cho mình nữ này những cái mơ ước và về cái vật chất của mình nó tương đối tốt trong cuộc sống. Rồi bây giờ mình sẽ đi vào cái phần mà nhận định về cái tài sản nhà cửa đất đai của nữ này. Ở đây thì mọi người thấy đây nó đã tạo ra những cái vùng tam giác nè, 1 nè, 2, 3 ha. Đây một mọi người có thể thấy những cái tam giác này nó chồng nhau và nó tạo lên thành y như là những cái tam giác núi lớn ha. Như đó nó tạo nhau thành cái núi lớn ha. Ngoài ra là ở đây mọi người có thể thấy là những khu vực này nó tạo ra y như là cái hình chữ nhật nè,
một nè ha, hai nè, và nó kéo dài ra ngoài đây ha. Tức là khoảng 3-4 cái tam giác như vậy ha, và 2-3 cái hình chữ nhật nó tạo bự được như vậy. Thì nó nói đến là bạn nữ này trong cuộc đời bạn đó là sẽ có nhà lớn ha, nhà có thằng nhí là nhà có tầng đó, ha, 2-3 tầng gì đó. Đó rồi về nhà là bạn nữ này sẽ phải trải qua nhé, ít phải là cũng phải từ 2-3 căn nhà trong suốt cái cuộc đời bạn nữ này ha. Rồi về đất thì đó là thậm chí là nhà có nhà ở mặt tiền mọi người nhé ha. Đất thậm chí là bạn nữ này cũng sẽ có đất ở mặt tiền luôn nha, và đất và sẽ có cái đất liền kề gì đó, vừa nó dính vừa cả mặt tiền vừa cả không mặt tiền đó. Thì ít nhất đất là bạn nữ này sẽ sở hữu ít nhất phải từ 2 phần nha. Đó là về cái tài sản nhà cửa đất đai của bạn nữ này ha. Nhưng mà bạn nữ này để ý nha, bạn nữ này vẫn còn những cái đường thoát tài nè, một nè, hai nè. Thì có thể thấy những đường thoát tài nó nói đến là cũng khoảng không phải ít đâu, cũng phải từ 5 đến 6 năm vừa qua gần đây đấy. Bạn nữ này có kiếm tiền tốt đi chăng nữa thì cái tiền nó chi tiêu và thất thoát cũng khá là tương đối giống phải ít nha. Tức là cái nó về nói về cái thường nó nói về cái sự động của ha, tức là tiền ví dụ như là tiền vào thì nó khó ra, nhưng mà tiền vào với bạn nữ này nó vẫn có một cái sự thất gì đó chi tiêu nó thất thoát ha. Đó. Thì ở đây mình bổ sung thêm dưới đây nữa, ở bạn nữ này có một cái đường ở dưới đây ha, nó đi ra như vậy thì nó đây là một cái đường màu đen này mọi người nhé, là nó nói về con cái của bạn nữ này có sẽ có cơ hội mà có cơ hội ví dụ đi đi ra nước ngoài nha. Rồi rồi thì mình chốt lại về bàn tay của bạn nữ này nhé. Bạn nữ 42 tuổi âm đang sinh sống ở tỉnh Vĩnh Phúc. Thì có thể thấy là về cái dấu hiệu về nhà cửa đất đai tài sản trong cuộc đời bạn này nói chung là tương đối là khá tốt đó nha. Nhà như hồi nãy mình đã nhận định nha, nhà cửa phải từ 2-3 căn nhà đó, thậm chí là có nhà lớn có tầng ha, nằm có nhà ở mặt tiền nữa nha, và thậm chí là đất phải từ có phải từ 2 phần. Thì thậm chí là có cái đất mặt tiền nữa. Thì ở đây á, mọi người nên nhớ một điều nhé, về cái nhà cửa đất đai tài sản á, là nó trong suốt cuộc đời của mình ở đây mình nói ha, trong suốt cuộc đời á, tức là những cái gì bạn có từ cái tài sản nó liên quan đến nhà cửa đất đai, có thể nó đến từ cái lúc hồi trẻ mọi người có do được gia đình cho thì nó cũng sẽ được tính vào ha. Thậm chí là những lúc khó khăn đó, các bạn mọi người có thể là phải bán đi tài sản của mình để kinh doanh đầu tư làm ăn, thì những tài sản đó hoặc là những cái lúc mà mình thời điểm mình thất bại gì đó ha, mình bán đi cái tài sản mình đó, nhưng đó vẫn là những tài sản nó có ở trong cái cuộc đời của mình. Nhưng mà về cái phần cuối đời của mình ấy, là cái hậu vận của mình là nó có tốt đẹp hay không, nó có giữ được cái tài sản hay không. Thì nói chung về cái hậu vận của bạn nữ này ấy, là về nhân tướng, về cái nhân tướng mặt ha, về cái cung đình trạch của bạn nó ha, hai cung đình trạch của bạn nó nói chung là nó cũng đầy, và cái cằm của bạn nó có cái độ đầy thì nó báo hiệu về cái tốt, về cái hậu vận ha. Nói chung là cái hậu vận của bạn đó về mọi thứ nói chung là cũng khá là tốt. Rồi mình xin cảm ơn đến mọi người anh chị cô chú trên toàn quốc và mọi người đang sống định cư làm việc ở nước ngoài để ủng hộ mình từ trước nay. Thì mọi người chia sẻ những video clip hướng dẫn về lý thuyết, hướng dẫn về thực hành như vậy đến mọi người ngay yêu thích, thì theo cái thời gian kiên trì thì họ có thể tự phân tích những cái dấu hiệu cơ bản ha, sẽ nhìn phân tích được về tính cách của người khác hoặc là hiểu được cái tính cách của chính mình hơn. Còn những dấu hiệu mà nó liên quan đến thể nói đến từng năm vận hạn như thế nào thì cái điều đó nó rất là khó. Thì khi đó mọi người muốn biết về những điều đó thì mọi người liên hệ số 0908515792, thì số đó có Zalo Messenger và Face thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người. Rồi mình xin cảm ơn và hẹn gặp mọi người ở video clip sau.